Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành thông tư số 31/2019 quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng khi tham gia giao thông đường bộ, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 10 năm 2019. Theo thông tư 31, xe máy khi tham gia giao thông cho khu vực đông dân cư, trừ đường cao tốc, trên đường đôi, đường một chiều có từ hai làn xe cơ giới trở lên được phép chạy với tốc độ tối đa 60 km/h. Trên đường hai chiều, đường một chiều có một làn xe cơ giới tốc độ tối đa là 50 km/h. Xe máy khi tham gia giao thông ngoài khu vực đông dân cư trừ đường cao tốc trên đường đôi, đường một chiều có từ hai làn xe cơ giới trở lên được phép chạy với tốc độ tối đa 70 km/h. Trên đường hai chiều, đường một chiều có một làn xe cơ giới tốc độ tối đa là 60 km/h. Như vậy, căn cứ theo từng trường hợp cụ thể mà quy định tốc độ tối đa của xe máy có thể là 50 km/h, 60 km/h hay 70 km/h. Theo báo cáo của Ban An toàn Giao thông tỉnh, trong 10 tháng của năm nay, toàn tỉnh xảy ra 129 vụ tai nạn giao thông, làm 101 người chết, 90 người bị thương. Trong đó, tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 127 vụ, riêng trong tháng 10, toàn tỉnh xảy ra 14 vụ tai nạn giao thông, làm chết 10 người và bị thương 10 người. So với cùng kỳ năm 2018, 10 tháng đầu năm nay, tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh giảm 3 vụ, tăng 4 người chết và giảm 11 người bị thương. Các tuyến đường xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông trong thời gian qua, chủ yếu là các tuyến quốc lộ 39, 38, 38B, đường nối hai đường cao tốc. Một số địa phương có số vụ tai nạn giao thông cao như huyện Phan Lâm, huyện Khoái Châu và Ân Thi. Nguyên nhân gây tai nạn giao thông là do người tham gia giao thông không làm chủ tốc độ, đi sai phần làn đường, tránh vượt xe sai quy định và chuyển hướng không chú ý quan sát. Hiện nay, tình trạng học sinh cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông ngồi sau xe máy hoặc đi xe đạp điện, xe máy điện không đội mũ bảo hiểm diễn ra khá phổ biến. Trong khi luật giao thông đường bộ đã có quy định cụ thể về xử phạt những hành vi này từ nhiều năm nay. Đây là thực tế cần được các bậc phụ huynh, nhà trường và xã hội đặc biệt quan tâm. Theo sau các em học sinh đầu giờ sáng và buổi tan trường, trên các ngã đường của thành phố Hưng Yên, không khó để bắt gặp tình trạng vi phạm của một số học sinh khi tham gia giao thông. Từng nhóm đi hàng 2, hàng 3, cười đùa, không đội mũ bảo hiểm. Thậm chí, một số học sinh còn lạng lách đánh võng trên đường, bất chấp những nguy hiểm đang rình rập. Nhiều em cho biết, việc không đội mũ bảo hiểm là do từ nhà đến trường khá gần nên chủ quan. Thậm chí có em cho rằng đội mũ rất khó chịu, hơn nữa xe điện đi chậm nên không lo gây nguy hiểm. Luật giao thông đường bộ đã quy định, người điều khiển, người ngồi trên xe đạp xe máy điện phải đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng quy cách. Hành vi không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm không cài quai đúng quy cách khi đi xe đạp xe máy điện tham gia giao thông bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng. Cụ thể theo quy định, người từ 16 đến 18 tuổi được phép điều khiển xe gắn máy, xe đạp, xe máy điện. Nếu vi phạm thì sẽ bị xử phạt không quá 1/2 so với mức phạt dành cho người thành niên. Học sinh đủ từ 14 đến 16 tuổi đi xe đạp, xe máy điện, không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm không cài quai đúng quy cách sẽ bị phạt bằng hình thức cảnh cáo, tịch thu phương tiện. Điều đáng nói là luật đã quy định rõ ràng, lại thêm được nhà trường tuyên truyền nhắc nhở, có nhiều biện pháp răn đe nhưng nhiều học sinh vẫn cố tình vi phạm. Có một số cái trường hợp học sinh viên còn có hiện tượng là đội mũ bảo hiểm, chống đối, có ý thức chống đối, chưa thực hiện nghiêm quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm. Thì trong thời gian từ đầu năm đến nay, chúng tôi cũng đã phối hợp với cả các ban hiệu, các cái cấp học, nhà trường tổ chức tuyên truyền hướng dẫn luật giao thông đường bộ. Về cái lỗi không đội mũ bảo hiểm của học sinh, sinh viên vẫn thường xảy ra vi phạm, bởi vì là ý thức của các em về tham gia giao thông nó chưa có, chưa biết như thế nào đúng. Nhiều khi cả phụ huynh các em nữa, nhiều khi đưa các con đi học thì cũng có đội mũ bảo hiểm đâu, thì cái đối tượng đầu tiên là phải gia đình trước. Để tăng tính răn đe đối với học sinh, trong thời gian tới, cùng với sự phối hợp của các nhà trường, lực lượng cảnh sát giao thông cần có những đợt ra quân thực hiện xử phạt bằng hình thức cảnh cáo, có thể tạm giữ phương tiện và lập biên bản vi phạm, nhắc nhở tuyên truyền về sự cần thiết của việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Học sinh mắc sai phạm sẽ bị ghi tên lại và chuyển về nơi học tập để nhà trường có các biện pháp xử lý. Mong rằng với sự vào cuộc của các cơ quan ban ngành chức năng, việc giám sát từ phía nhà trường,
và đặc biệt là sự giáo dục từ phía các bậc phụ huynh đối với con em mình trong việc nâng cao ý thức chấp hành luật lệ giao thông, sẽ không còn tình trạng học sinh không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông trong thời gian tới. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.